Chào các bạn nha, trong video ngày hôm nay Cửa Khúc Kết sẽ chia sẻ với các bạn 3 cách làm bánh flan tại nhà không bị tanh trứng. Bánh flan ăn mềm, thơm, béo ngậy và tan trong miệng rất là hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm bánh flan ngon thì hôm nay Cửa Khúc Kết sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Thì để làm bánh flan hôm nay mình dùng này là 5 quả trứng gà. Nếu mà mình dùng hết cả 5 quả trứng gà lòng trắng và lòng đỏ luôn thì cái bánh flan nó sẽ hơi cứng. Một chút nữa mình sẽ bớt ra một ít lòng trắng để bánh lăng mình nó mềm, nó tan ở trong miệng. Ngoài trứng gà ra thì mình sẽ chuẩn bị là 450ml sữa tươi. Đây là sữa tươi ha các bạn, 450, 45g đường và khoảng 20g đường. Cái đường này thì chút nữa mình sẽ làm cái caramel. Và một miếng chanh nhỏ nhỏ ha, khoảng ít cái vỏ quýt, nếu mà không có cũng được các bạn. Cái này thì một cái mẹo để hấp cho bánh lăng nó thơm hơn thôi, còn không có cũng không sao ha. Xíu muối và vani. Đây nè vani nè, thường thì mình sẽ dùng cái vani này ha, nhận nước đó các bạn, nó thơm mà nó không có bị đắng. Rồi bây giờ đầu tiên thì trứng gà mình sẽ đập ra ha. Thì cả lòng trắng và lòng đỏ của 5 quả trứng gà thì mình sẽ có là 280g. Ví dụ như của các bạn có thể nó sẽ khác ha. Thì mình sẽ múc bớt cái lượng lòng trắng ra nha các bạn. Các bạn múc ra làm sao các bạn lấy về cho mình là 230g thôi là nó vừa. Thì cái bánh lăn các bạn ăn sẽ tan ở trong miệng. Còn bạn nào mà không thích thì các bạn dùng hết cái lượng lòng trắng luôn cũng được ha. Nhưng mà dùng hết lòng trắng thì bánh lăn sẽ cứng, các bạn lưu ý nha. Rồi như thế này là rất là ngon nè, 231g. Trứng gà này thì các bạn đánh tan ha, đánh tan lòng trắng và lòng đỏ. Mình dùng cái trứng gà này thì cái lòng đỏ nó ít nên là cái bánh lăn nó sẽ ít vàng hơn. Các bạn lựa những ví dụ như trứng gà gọc nè, hay là trứng gà thảo mộc, hoặc là trứng gà ta các bạn. Cái lòng đỏ nó nhiều thì cái bánh lăn ăn nó béo và nó vàng, nhìn rất là hấp dẫn ha. Còn trứng gà công nghiệp loại thường thì thường cái lòng đỏ nó nhỏ xíu à. Rồi bây giờ cái mẹo đầu tiên để làm cái caramel, cái cách đầu tiên để làm bánh flan mà không bị tanh á, là các bạn phải dùng cái sữa ấm để mình pha trứng. Đầu tiên mình cho vào đây là 45g đường ha. Cho vào đây là 450ml sữa tươi. Các bạn nấu cho cái sữa mình nó ấm lên ha. Các bạn nhỏ vào tay á để xem là cái sữa mình ấm hay chưa. Mình nấu nó có khoảng 2 phút là được nha các bạn. Tại vì nấu lâu quá thì có làm cho cái trứng mình nó bị chín. Các bạn làm bánh lăn nó sẽ bị lợn cợn á. Nên là mình nấu cỡ khoảng 2-3 phút thôi. Rồi sau khi mà các bạn nấu cái sữa mình nó ấm lên rồi đó, thì bây giờ mình cho vào đây một xíu muối ha các bạn. Để cho cái caramel, để cho cái bánh flan mình ăn á, nó đậm đà, nó ngon. Xíu thôi. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ cho mình vào đây là một muỗng vani. Một muỗng này nó tương đương với khoảng 2ml đó các bạn. Đây là cái cách thứ hai để mình làm cho cái bánh flan của mình nó không có bị tanh trứng, đó là các bạn dùng thêm vani. Nhiều bạn không có dùng vani á thì cái bánh flan mình nó sẽ bị tanh, khuấy cho nó tan đi rồi các bạn cho trứng vào. Bạn nào mà không biết chỗ mua cái vani nước này á thì để lại bình luận cho mình biết nha. Sau khi mà cho trứng vào đây thì các bạn cứ khuấy đi, khuấy tiếp để cho nó tan ra, sau đó thì mình sẽ đi nấu caramel nha. Rồi bây giờ để mà nấu caramel á thì mình làm nóng nồi lên. Đây là cách thứ ba để cho làm cho bánh flan mà nó không tanh trứng, đó là các bạn dùng thêm caramel. Thì nhiều bạn rất là lười không có nấu thêm cái bước caramel này nè, mình ăn cái bánh flan nó sẽ bị tanh ha. Để nấu caramel thì đơn giản thôi, cho đường vào trong nồi, các bạn múc cho mình nó khoảng 1-2 muỗng nước gì đó để cho nó ướt cái đường ha. Rồi các bạn nấu lửa nhỏ. Một muỗng là đủ rồi ha, miễn là nó ướt cái đường là được rồi. Khi mà các bạn thấy đường mình nó tan hết rồi và nó nổi bong bóng lên rồi thì mình bắt vào đây một miếng chanh ha. Khi mà các bạn thấy cái đường mình nó chuyển sang cái màu vàng cánh gián rồi nè, thì lúc này mình cho vào đây là khoảng 3 muỗng nước, nước lọc bình thường ha. Bây giờ thì các bạn sẽ nấu cho cái caramel của mình á, nó sánh lại là được ha. Caramel sau khi nấu xong rồi đó, các bạn sẽ cho nó vào trong khuôn ha. Một cái khuôn như vậy mình cho nó ít thôi, không cần nhiều. Cho nhiều quá nó sẽ bị ngọt quá cái bánh flan á các bạn. Và mình cũng không cần phải tráng khuôn ha. Khi mà các bạn cho cái trứng vào các bạn hấp ra là nó cũng loan đều cái mặt khuôn à. Trứng trước khi mà các bạn đổ vào trong khuôn á thì các bạn phải cho nó qua cái rây ha, để cho nó mịn. Mình thì mình cẩn thận mình cho nó qua hai cái rây luôn. Nếu các bạn lọc qua hai cái rây như vậy thì cái trứng bên dưới nó sẽ rất là mịn luôn ha, nó không có bị những cái lợn cợn. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều lên rồi các bạn múc cho nó vào trong khuôn. Thì cái khuôn bánh flan của mình mua nó có cái nấc,
ha, các bạn múc lên cái nước mà nó cao nhất á, là được. Nếu mà không có thì các bạn cũng canh ha, đừng cho nó đầy khuôn quá nha các bạn, nó trào ra ngoài á, tại vì trứng mà nó chín nó sẽ nở ra. Các bạn làm cái món hột gà nướng á, các bạn cũng lưu ý, nhiều bạn làm hột gà nướng các bạn cứ ham chế cho cái trứng nó đầy cái quả đó, thì các bạn nướng lên xong nó sẽ bị trào ra ngoài. Thường ở nhà thì mình làm bánh flan này cho con gái mình ăn này, ít khi nào đi mua bên ngoài lắm các bạn. Làm ở nhà ăn nó chất lượng, nó thơm và nó béo. Rồi bây giờ để hấp bánh flan á, thì các bạn bắt lên cho mình một cái nồi nước. À, mình đổ vào đây là ví dụ như cái nồi của mình á, nó là 30 cm á các bạn. Ha, khoảng 30 cm thì mình đổ nó cỡ khoảng 1 lít nước. Mình cho vào đây là một miếng chanh ha, và vài cái vỏ quýt để cho nó thơm. Lúc này thì mình đừng có bật lửa nha các bạn, vẫn để nước lạnh ha. Rồi sau khi các bạn xếp bánh flan vào trong nồi rồi đó, bây giờ mình bật lửa lên. Mình sẽ để mức lửa nhỏ nhất nha các bạn và đậy nắp lại. Do cái bếp của mình á, là nó là cái dạng bếp nổi, cái lửa nó rất là nóng ha, thì thời gian mình hấp nó cỡ khoảng 40 đến 45 phút. Nếu mà các bạn dùng cái bếp ga mà cái bếp các bạn nó chìm xuống á, thì cái lửa nó sẽ, cái nhiệt nó sẽ ít hơn, thì các bạn có thể hấp khoảng từ 50 đến 60 phút nha ha, nó tùy vào cái bếp. Thì nếu mà như mà cái bếp mà mạnh mà các bạn hấp cỡ khoảng 50-60 phút á, là cái bánh lăn nó sẽ bị đổ, lưu ý nha. Ok, đậy nắp lại, chờ bánh chín thôi. Rồi bánh lăn của mình sau khi mà hấp chín rồi đó các bạn, thì các bạn cứ để ở trong nồi ha, để cho nó nghỉ thêm cỡ khoảng 10 phút, rồi mình hãy mở nắp ra, rồi coi như là mình xả cái hơi ra ha, rất là ngon luôn. Thì các bạn cứ việc là mình kiểm tra bánh lăn mình, các bạn lắc cái bánh á mà nó không có rung rinh nữa là nó chín rồi. Hoặc là các bạn dùng cái tăm các bạn xiên vào, để mình lấy một cái, ê, nóng quá, mình lấy một cái cho các bạn xem ha, rất là ngon luôn nè các bạn thấy không. Đó thì do mình dùng cái trứng gà nó không có nhiều cái lòng đỏ các bạn, nên là cái bánh mình không có vàng nhiều, nhưng mà ăn thì nó vẫn ngon ha, ngọt béo, rất là thơm luôn, không có bị tanh trứng. Ok, thì hy vọng rằng qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm bánh flan tại nhà không có bị tanh trứng. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món bánh flan này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.